ấm áp nghĩa tình đồng bào ở Ba Lan với người Việt sơ tán từ Ukraine. Theo thông tin từ cơ quan biên phòng Ba Lan, đến ngày 8 tháng 3, gần 2.500 người Việt Nam sơ tán từ Ukraine đã nhập cảnh Ba Lan. Do số lượng người lánh nạn ngày càng tăng đã gây khó khăn nhất định trong việc hỗ trợ cung cấp nơi ăn ở và nhu yếu phẩm. Song xuất phát từ nghĩa tình đồng bào và truyền thống tương thân tương ái, cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã và đang nỗ lực hết sức mình để có thể mang đến những hỗ trợ tốt nhất dành cho đồng bào từ Ukraine với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong khó khăn, hoạn nạn. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ thủ đô Vác Sava, trong những ngày qua, nghĩa tình đồng bào đã thực sự lan tỏa khắp cộng đồng người Việt tại Ba Lan dành cho bà con người Việt từ Ukraine sang lánh nạn. Sư thầy Thích Trung Đạt tri sự Chùa Nhân Hòa tại Vác Sa -va cho biết, sau khi được nhận được thông tin bà con người Việt từ Ukraine sang Ba Lan lánh nạn, sư thầy và các Phật tử đã lên kế hoạch đón tiếp thật chu đáo, trong đó nhiệm vụ chính là bố trí nơi ăn ở. Đến nay, chùa đã đảm bảo ổn định bước đầu, đáp ứng được điều kiện sinh hoạt, ăn ở cho bà con. Gia đình chị Nguyễn Thị Việt Nga là một trong số nhiều gia đình người Việt tại Ba Lan sẵn sàng tự nguyện trực tiếp hỗ trợ bà con từ Ukraine sang lánh nạn. Chị Nga cho biết, thông qua một người bạn đang sinh sống tại thủ đô Warsaw ngay trong đêm mùng 3 tháng 3, khi được biết thông tin về việc bà con người Việt từ Ukraine mong muốn nhận được sự trợ giúp khi sang lánh nạn tại Ba Lan, chị đã quyết định dành địa điểm văn phòng công ty vừa mới được nâng cấp để thu xếp nơi ăn ở cho đồng bào đồng thời đăng tin trên mạng xã hội kêu gọi trong cộng đồng hỗ trợ chăn đệm để kịp thời đảm bảo sức khỏe của bà con trong thời tiết giá lạnh. Trong 3 ngày đầu tiên, công ty của gia đình chị Nga đã hỗ trợ thực phẩm cũng như mua bổ sung thực phẩm để bà con hồi sức. Khi nhận thấy lượng người tăng lên và có thể lưu trú dài ngày, chị đã kêu gọi trong cộng đồng giúp đỡ thêm thực phẩm và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều người trong cộng đồng. Nghĩa tình đồng bào, sự nhiệt tình, ân cần chu đáo như đối với những người thân của cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã khiến bà con từ Ukraine. Sang lánh nạn không khỏi bồi hồi xúc động sau những sang chấn về tâm lý và thể trạng qua chặng đường sơ tán đầy gian nan, vất vả. Một người Việt đến từ thành phố Kharkov, Ukraine, ông Lê Văn Tuyên xúc động chia sẻ. Gia đình ông đã bỏ lại tất cả sau bao nhiêu năm gây dựng để sơ tán sang Ba Lan trong thời tiết, mười độc và chờ đợi tại cửa khẩu biên giới 6 tiếng để được nhập cảnh vào Ba Lan. Ngay tại cửa khẩu, trong lúc tinh thần vẫn đang hoảng loạn, gia đình ông đã được các thành viên trong đội thiện nguyện của Hội Người Việt Nam tại Ba Lan nhiệt tình giúp đỡ chỉ dẫn và hỗ trợ đưa về lưu trú tại công ty của gia đình anh Hòa chị Mai tại Vác Sava. Đến đây, khi gia đình ổn định bước đầu ở Warsaw, ông thực sự thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm chú đáo, cũng như động viên tinh thần và hướng dẫn của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, đồng thời mong muốn sớm được trở về quê hương để vượt qua thời khắc khó khăn này. Chị Phạm Thị Sao cũng đến từ thành phố Kharkov nói trong đội xót xa, khi bản thân và gia đình để lại tất cả cơ nghiệp, ra đi với hai bàn tay trắng, và mong muốn duy nhất là sớm được trở về Việt Nam theo ông trần trọng hùng phó chủ tịch thường trực hội người việt nam tại ba lan trong những ngày đầu tiên cộng đồng người việt tại ba lan tập trung hỗ trợ để bà con từ ukraine sang lánh nạn được đảm bảo về chỗ ăn ở cũng như chăm sóc sức khỏe sau đó cập nhật thông tin và hướng dẫn thủ tục lưu trú đăng ký nguyện vọng về nước hay có những định hướng tiếp theo tuy nhiên điều này phụ thuộc vào chính sách cụ thể của chính quyền ba lan và liên minh châu âu eu để có quyết định về vấn đề cư trú căn cứ vào diễn biến tình hình thực tế hội người việt nam tại ba lan xác định cần tập trung làm tốt công tác hỗ trợ bà con về thông tin trong đó trước mắt sẽ xây dựng bộ câu hỏi thường thức và câu trả lời được kiểm chứng thông qua cơ quan đại diện ngoại giao việt nam hay của chính quyền sở tại để giúp cho bà con có những quyết định tiếp theo chính xác và phù hợp hoàn cảnh thay mặt cộng đồng người việt tại ba lan ông trần anh tuấn chủ tịch hội người việt nam tại ba lan cho biết ngay từ đầu hội đã họp bàn với đại sứ quán để phối hợp tập trung hỗ trợ tốt nhất bà con từ ukraine sang sơ tán tại ba lan trong đó bố trí nơi tiếp nhận và lưu trú chủ yếu tại Chùa Nhân Hòa và Chùa Thiên Phúc tại Vác Sava. Bên cạnh đó, nhiều gia đình trong cộng đồng tự nguyện sẵn sàng hỗ trợ nơi ăn ở cho bà con từ Ukraine. Ông nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại Ba Lan sẽ nỗ lực đảm bảo đón tiếp và hỗ trợ đầy đủ cho đồng bào từ Ukraine với phương châm không để ai bị bỏ rơi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!